Nó nghe là được cái gì chẳng nhỉ? Dạ, giấy tờ với quần áo với lại đồ. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Tôi mở tôi coi ý đi. Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ bên Vin City á chị, chỗ khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Dạ, quận 9 á. À. Nhà em quận 7. Nhà em là ở quận 7, còn đất của em là ở quận 9. Dạ. Em ơi nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Em có muốn bạn trai của mình là có nhà có đất mà kinh tế vững vàng ổn định không? Dạ, theo em nghĩ để mà có một cái gia đình hoàn hảo thì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Ừ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, xin chào bạn gái bên kia và chào quý vị khán giả. Em là Trần Văn Ngân, năm nay 44 tuổi, quê quán ở Nghệ An nhưng mà hiện sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. 44 tuổi Trần Văn Ngân. Dạ dạ. Anh quê Nghệ An nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì làm công việc gì? Dạ hồi xưa thì em quản lý các khách sạn này. Sau đó làm quản lý cho công ty kết sắt Aiko Nhật Bản bên kết sắt á. Làm kết sắt. Dạ. Rồi bây giờ tới làm gì nữa? Dạ vẫn kết sắt nhưng mà bán trên online với lại là kinh doanh bất động sản. Tức là vẫn là làm kết sắt. Đúng là sắt, kết sắt đi cho nó hoành tráng chứ. Cái này khác. Khác nhau, cái này là cái cắt tắp, còn két sắt là chống trộm chống cháy. Mình xách cái sắt đi cho nó chống hết luôn. Còn em giới thiệu mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Thu Sang, hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính cấp cao của Manulife và Ngân hàng Tiên Phong. Hiện tại thì em đang làm việc tại Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi. 33. Anh trai bên đây 44 ha. Dạ dạ. Vậy là bên đó cũng hơn bên đàn nữ nhiều ha. Dạ. Cũng ít thôi, tình yêu mà không có trên là tuổi tác được. Bây giờ nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi anh trai. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát với con gái chút xíu. Nhút nhát với con gái. Dạ dạ, với cũng hơi nóng tính một chút. Còn điểm mạnh của em thì tự lập và nói chung là thích công việc nhà. Nói chung công việc gì em làm được. Rồi chị em làm được cái gì thì mình gần như làm được hết. Em, điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là giao tiếp tốt, tự tin, độc lập về tài chính. Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em hay mũi lòng. Khi mà nghe một cái câu chuyện nào đó nó hơi xúc động một xíu là em dễ rơi nước mắt. Ồ vậy đó. Dạ. À. Rồi em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là em hay quên đó chị. À vậy hả? Dạ. Em có nhớ bạn trai tên gì không? Bạn tên Ngân. Bạn trai bao nhiêu tuổi em nhớ không? Bạn trai 44 tuổi. Vậy đó hả? Em có nghĩ là mình sẽ quen một người lớn tuổi như vậy, em có ngại ngùng gì không? Em cũng không có ngại là bạn trai lớn tuổi. Vì em nghĩ phụ nữ quen người lớn tuổi thì người ta sẽ chững chạc hơn. Có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 rồi. Trời ơi nhát gái mà 3 mối. Mối đầu tiên yêu được mấy năm? Dạ em yêu 5 rưỡi. Vậy có người Nhật bảo lãnh em qua nhưng mà em không có qua. Bởi vì nó em đi hướng nội. Bản thân của em mà hơn là em vẫn thích ở Sài Gòn. Kiểu thích mình tự lập á. Rồi kế tiếp yêu người gì nữa? Dạ người Việt. Người Việt. Dạ hai người Việt thì có tìm hiểu nhưng mà trong một thời gian có người hơn 1 năm, người năm nhưng mà tìm hiểu vậy thôi. Trong một thời gian quá dài mình lãng phí quá thời gian. Đến 44 tuổi mà bạn chưa từng kết hôn luôn hả? Dạ. Ôi ôi coi như còn origin á. Coi như là như vậy đúng không? Cũng không có gì mấy đâu. Nói chung là đây cũng một cái người khó tính với trong tình yêu đúng không? À cũng hơi em hơi cầu toàn một chút cầu xíu. Cầu toàn. Nhưng mà hơi bị kém với chỗ đó, nói chung là không có lựa chọn. Ví dụ thấy đẹp thấy yêu là thích rồi. Nói chung cũng như cái duyên số anh khó. Duyên số đúng rồi. Mà em nói là em thích cầu toàn, có nghĩa là em thích đẹp phải không? Có nghĩa là người bạn gái của em phải đẹp hả? Dạ cũng dễ thương với nói chung là nhiều yếu tố nhưng mà trước đây thôi chị, bây giờ ế rồi cho nên không dám cầu toàn. Rồi còn bạn. Dạ. Em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì em quen cái người đó nhỏ tuổi hơn. Thì cái cách sống của hai đứa cũng khác nhau. Cho nên là tụi em chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai là tụi em quen nhau được 3 năm. Anh ấy không có chí cầu tiến. Những cái lời nói mà anh ấy nói với em á thì anh ấy đều không thực hiện được. Và em thì không có thích người đàn ông mà chỉ nói bằng miệng mà không có hành động. Thế cái điều mà em không thích ở cái người bạn trai của mình là gì? Kỹ tính quá. Thế lại em không thích người đàn ông hút thuốc. Với lại gia trưởng. Có thuốc không? Dạ không anh. Có gia trưởng? Dạ không. Có kỹ tính không Linh? Dạ em chỉ sạch sẽ thôi, không có kỹ tính chị ơi. Nói chung là em cũng dễ lắm. Dạ. Nói chung không đến mức kỹ tính đâu. Mình thấy người này cũng rất là thoáng. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là anh Quyền Linh. Dạ tại vì ba của em thì rất là thần tượng anh Quyền Linh. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn ba em. Dạ. Anh bên đây thì trẻ hơn anh rất là nhiều. Tươi hơn anh rất là nhiều, giỏi hơn nữa. Vấn đề chỗ còn lại là... Dạ em chào chị. Có lẽ chào anh hơi kỹ tính trong tình yêu, hơi nhút nhát nên cũng chưa có bày tỏ những cái gì sâu sắc nhất thôi. Được không? Đàn trai được không? Đàn trai ngon lành ạ. Có smile này kia đúng không? Nó nghe là được cái gì chẳng nhỉ? Dạ giấy tờ với quần áo với lại đồ. Thường ta xách sổ đỏ, sổ hồng. Dạ có luôn anh. Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Tôi mở tôi coi ý đi.
Trời có số nữa. Dạ. Trần Văn Ngân. Trời ơi. Tức là đất ở đâu vậy Linh? Đây là sổ đỏ. Dạ còn... bên Vin City á chị, chỗ khu tái định cư công nghệ cao á. Quận mấy em? Quận mấy? Dạ, quận 9 á. À. Nhà em quận 7. Nhà em là ở quận 7, còn đất của em là ở quận 9. Dạ. Em ơi nhà nhiều quá em ơi. Dạ, chị không biết nói sao luôn. Em có muốn bạn trai của mình là có nhà có đất mà kinh tế vững vàng ổn định không? Dạ, theo em nghĩ để mà có một cái gia đình hoàn hảo thì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Quan trọng. Đúng vậy. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề của hai bạn thôi. Dạ. Tại vì tôi cũng rất là yên tâm khi mà giao nhà gái qua cho bạn này. Tại vì cơ sở bạn quá là vững vàng rồi. Sao? Nhưng mà hôm nay là em đi là... Dạ, đi em đi nào? Với có cô hội trưởng hội thể thao cầu lông của em. Cô hội trưởng là cô Phụng, cô Sâm và anh Vinh và chị với em đằng sau. Em là ở trong nhà em. Xin chào hai MC duyên dáng mà được rất nhiều khán giả yêu thích. Dạ, dạ. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Phú Mỹ Hưng quận 7. Dạ. Thì cháu Ngân là có tham gia với chúng tôi, chơi với chúng tôi 12 năm nay rồi. Trời ơi. Cho nên là ít nhiều cũng là có cái hiểu một phần. Dạ. Qua tiếp xúc buổi sáng hàng ngày tham chơi thì là cháu Ngân là một thanh niên khỏe mạnh. Dạ. Vui tính, vui vẻ và là rất là yêu thể thao. Dạ. Còn trong công việc thì tôi nghĩ là một thanh niên là rất tự lập, cũng mua được nhà cửa, cũng có xe cộ đi lại, có phương tiện lao động. Thì đã cũng biết nhà. Thế bà thấy là... Cô biết là... nhà hả cô? Có. Nhà đẹp không cô? Nhà cũng được, nhà cao cửa rộng. Còn cô thấy bạn gái này sao ạ? Dạ, bạn gái này cô. Về độ tuổi như thế là tôi thấy cũng là tương xứng chứ không phải là quá trẻ. Tôi thấy bên ngoài hình thức là cũng đẹp đôi. Thế về các cháu mà thấy mà cảm thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội bấm nút đi. Dạ. Rồi có thời gian tìm hiểu. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ. Dạ. Rồi. Em đi ra vậy? Dạ, em hôm nay em đi với mẹ và hai chị gái ạ. À, có mẹ nữa hả? Chào gia đình đàn gái. Xin chào anh Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Mình là chị của Sang ạ. Cho mình hỏi bên nhà trai nha. Anh hỏi anh Ngân là còn ba mẹ không ạ? Dạ, mẹ em cháu Viên mà mẹ em mất lâu rồi chị. Mất năm 2009 ạ. Dạ. Dạ, còn ba thì cũng bộ đội nghỉ hưu, ba ở nhà, ba ở quê. Anh chị cũng ở quê hết, chỉ có mình em vào trong này. Thấy anh bên đây thì cũng gọn gàng nè. Gọn. Lớn tuổi thì cũng chững chạc đó. Thì thấy cũng được, nhưng mà tùy em thôi. Người lớn cô đi. Dạ. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào Hồng Linh. Trước mắt đây thì thấy cũng lớn tuổi, cũng chững chạc. Thì giờ do này con, hai đứa nếu mà kết duyên được thì cũng cầu chúc cho hai con. Còn không được thì duyên nợ đó chưa đến thì cũng tùy theo. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào nha. Mở rào đi. Bắt đầu. Bắt đầu đi. Anh. Anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cũng có hoa tặng với lại đây hộp sô-cô-la. Dạ. Tượng trưng trái tim nhiều quà anh tặng. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em quá. Dạ. Thôi mở quà đi nào. Anh chỉ cần mở quà. Dạ. Cái lý do mà em tặng cho anh cái quyển sách này, bởi vì cái quyển sách này có một cái đặc biệt nữa, anh mở ra xem ạ. Bình thường á, nó khép lại thì nó chỉ có một nửa trái tim thôi. Nhưng mà khi mình mở ra thì ở bên đây nó sẽ là cả một trái tim. Đúng rồi. Và ở trong cái quyển sách này á, nó có hai phần, một phần dành cho anh và một phần dành cho em. Thì em hy vọng rằng là sau này hai đứa mình sẽ viết lên những cái gì tốt đẹp nhất vào trong cái quyển sách này. Hay quá. Cảm ơn em nhiều, anh sẽ làm. Em cảm nhận với anh thế nào? Em cảm nhận anh là một người chững chạc nhưng hơi kỹ tính. Cái tính cách của em thì em thích một cái cuộc sống tự do. Sau khi lập gia đình thì em có cái mong muốn là em vẫn đi làm bình thường để phụ giúp được cái tài chính và để sau này mình có được một cái cuộc sống ổn định nó tốt hơn. Thì em nghĩ là cả vợ và chồng đều có công ăn việc làm ổn định. Như vậy thì mình cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì em nghĩ tài chính rất là quan trọng. Về tài chính thì anh nghĩ là em nếu như mà anh em mình đến được với nhau thì em cũng không quá băn khoăn về điều đấy. Anh nghĩ là thế. Bây giờ mình bàn tới chuyện là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ mong muốn là nếu mà lấy nhau thì khoảng bao lâu mình sẽ tới, hỏi đi hỏi. Nếu lâu? Như em cho anh hỏi một chút xíu, ví dụ như mình đến được với nhau á thì trong thời gian mà mình kết hôn sớm nhất có thể thì theo em được bao nhiêu tháng? Theo em nghĩ là để tìm hiểu được một người á, xem là cái người đó có hợp với mình hay không, có vì mình mà thay đổi hay không, thì em nghĩ là cái thời gian cần ít nhất cũng phải một năm. Một năm à? Dạ. Anh nghĩ cũng hơi dài. Bởi vì với em thì anh nghĩ cũng không dài lắm, nhưng với anh có thể là hơi dài. Do mình thôi. Yeah. Mình đối xử thế nào, mình chăm sóc thế nào, mình nuôi dưỡng thế nào mà cổ rút lại. Yeah. Thậm chí mình làm thế nào cổ rút lại còn có 1 tháng. Ừ, đúng rồi. Hơi quá. Nếu mà được sớm thì càng sớm càng tốt. Nhưng mà nếu em quyết định 1 năm thì cũng tùy em. Nói chung là anh càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Do mình hết á. Bây giờ mình nói về quan điểm con cái, trai gái gì đi. Con thì thực sự thì sao cũng được. Con trai con gái nghĩa là em và con khỏe mạnh là được. Anh con gì cũng được. Con gì anh cũng quý như nhau.
Dạ. Em nghĩ là con cái dù nam hay nữ đó là trời cho. Đúng trời rồi. Cho con nào thì mình nuôi con đó. Bây giờ trong gia đình á, mà như vậy thì tiền bạc thì sẽ là vợ chồng cùng giữ hay là như thế nào? Theo anh nghĩ thì chắc có lẽ phụ nữ thông thường là tính toán chi li hơn. Nếu mà có em thì anh nghĩ anh sẽ bàn giao cho em hết. Còn anh đơn giản lắm, vì anh không có nhậu nhẹt này, không có thuốc lá, nói chung không có gì hết, chỉ có công việc với lại gia đình. Nói chung là anh ấy cũng muốn lập gia đình sớm, dạ, cũng có con, cũng mong muốn điều đó. Tất cả mọi điều nói bây giờ anh nói á, thật sự là Linh thấy rất là thật lòng luôn đó. Dạ. Bên kia cô gái rất là dễ thương, rất là tình cảm luôn. Bây giờ mình hát tặng cô ấy một bài nào đi. Anh xin hát tặng em với anh chị MC với cùng khán giả một bài Tết cho em. Tết nay anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết nay anh cũng chẳng đi chơi, xin ê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Hay quá. Trời ơi, bên đàn gái mình đáp lại liền đi em. Em hỏi anh rằng mai này chúng mình nếu đường thành đôi, anh ước mơ gì? Thật lòng hãy nói đi anh. Anh đừng e ấm nếu đôi mình đã thật lòng yêu rồi, anh chớ giấu hay ngại ngùng thẹn thùng. Dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau, em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không? Hay quá. Trời ơi, bạn nữ hay quá. Bây giờ mình về chỗ đi. Nói chung là bây giờ mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Chuẩn bị để tay vào nút bấm. Mình cho nhau cơ hội nha. Bấm là trao duyên cho nhau. Bấm là chắc chắn chúng ta tạo cơ hội để tìm hiểu, để yêu nhau nhiều hơn. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Nào, bước lên đây. Em có thể nói lên cảm nhận của mình. Cảm nhận của em là trái tim của em chưa có rung động. Rất tiếc điều đó. Chúng ta tôn trọng cái sự rung động của trái tim thôi. Một con người của anh cũng rất là dễ thương, chân tình. Một em gái cũng thật sự là mình sống bằng cái sự chân thật của tim mình. Nếu em bấm thì cũng không ai biết điều gì cả, bởi vì ta không dối mình được. Hy vọng rằng trên sóng truyền hình á, có hàng triệu người cũng sẽ bấm nút cho Ngân, và cũng có hàng triệu người sẽ bấm nút cho cô gái xinh đẹp của chúng tôi. Không sao cả, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Thực ra chị thấy như vậy nè, cho dù các bạn không bấm nhưng mà các bạn có thể là sẽ trao đổi trong công việc, trong cuộc sống. Điều đó rất là tốt. Ưu điểm của em thì em thích làm việc với những con số. Em cũng có khả năng sáng tạo, nấu ăn rồi em chơi thể thao. Tật xấu của em thì nhiều, bạn bè em nói dại gái rồi. Em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Mời bạn trai. Mời em trai. Rồi, mời đàn gái. Bây giờ á là hai bên có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân bên chào kia. Chào em. Chào bạn gái và chào toàn thể mọi người có mặt ở đây. Chào em. Em tên là Phạm Hồng Thái. Nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm ở ngân hàng, làm phòng doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp tức là hỗ trợ doanh nghiệp này kia ha. Dạ dạ, hỗ trợ. Còn em. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại công việc của em là nhân viên quản lý đơn hàng và quản lý nhà cung cấp tại công ty Decathlon Việt Nam. Thái 26 hả? Dạ. Bạn bên kia 28 hả? Dạ vâng ạ. Vậy là gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Hợp lý. Đàn gái cho chúng tôi biết một ít về ưu điểm và khuyết điểm đi. Em thấy ưu điểm của em là một người vui vẻ, lạc quan. Em sống rất là tích cực. Còn về nhược điểm thì em thấy em nói hơi nhanh. Nhiều khi mọi người không có nắm được cái ý của em. Trong một số trường hợp thì em hơi nóng tính một chút xíu. Em nóng tính, nóng tính cái đô mạnh nhất của em là cỡ nào? Đập đồ hay là chỉ có dạ hét lên hay là sao? Không, em chỉ cộng với mọi người thôi, chứ em không có đập đồ hay là em hét gì hết trơn ạ. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì em thích làm việc với những con số. Em cũng có khả năng sáng tạo. Tài lẻ là gì? Nấu ăn rồi em chơi thể thao. Có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nhiều, nhưng mà
Em thấy là em chỉ thích ngủ em không mặc đồ thôi. Ngủ em không mặc đồ thôi. Tại sao vậy anh? Thì mình không mặc đồ, mình thoải mái, mình ngủ thôi. Mát thôi. Thì cái đó đâu phải là tật xấu đâu em. Tật xấu đâu, có nhiều người vậy chứ bộ. Tại vì em thấy mấy đứa bạn em cũng nói là cái đó tật, có lẽ tật mày xấu á. Nhiều khi mày ngủ mà mày không đóng cửa, người ta vô người ta thấy sao? Ai biểu vô phòng tôi chi. Trời ơi, chừng nào em ngủ mà không mặc đồ mà em ngủ mà chỗ đông người thì mới tật xấu. Ừ đúng giờ, rồi. Em ngủ một mình em kệ em chứ. Đâu có phải nhà, tật xấu. Nhà của mình nữa đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, một số nhà khoa học người ta nói là ngủ không mặc đồ là tốt cho sức khỏe dữ lắm. Đúng em. Rồi, nó thoải mái, ngủ nó ngon. Đừng có đi ngủ nhà người khác mà không mặc đồ nữa cũng kỳ. Có cái tật xấu gì khác ngoài tật đó không em? Uống thuốc, uống rượu có không? Bạn mời thì hút một hai điếu thôi. Thôi bạn mời hút một điếu cho nó vui cũng được ha. Dạ. Đừng hút nhiều. Bây giờ mình nói về đường tình duyên, xin mời bên đàn gái. Thôi đàn trai trước đi, đàn trai em có dạy gái không vậy? Theo em cảm nhận của em thì em không dạy gái. Nhưng mà bạn bè em nói em dạy gái ghê lắm. Bạn em đúng đó, mà không bao giờ mình biết là mình dạy hết á. Dạy gái không sao chứ. Dạy chứ không sao, nhưng mà khi có vợ đừng dạy gái được ha. Đuổi khỏi nhà. Rồi, đúng mà rồi. Sao Linh ơi, Vân thắc mắc ghê á. Mấy ông cứ dạy gái mà không bao giờ dạy vợ hết là sao? Có chứ. Linh có dạy không? Cũng có, sao không có? Tại vì không thấy thôi. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Mấy năm? Dạ, cỡ khoảng hơn một năm. Sao lại chia tay? Em thấy là người đó không có muốn lập gia đình. Ồ, còn em thì sao? Em thì trải qua sương sương hai mối tình. Sương sương à? Hai mối? Sương sương tại vì nó chưa thật sự là sâu đậm lắm. Ừ. Thì mối tình đầu tiên là hồi em học đại học. Mối tình sau thì cách đây đã 3 năm. Thì em và bạn đó quen nhau trong cùng công ty. Tụi em quen nhau được 6 tháng. Thì lý do sao mà chia tay? Thì trong một lần em về quê xa thì em có giận dỗi với bạn đó. Và em nói chia tay. Thì bạn đó đồng ý luôn mà không có níu kéo gì hết trơn. Khi mà em trở lại công ty thì em có hẹn gặp, tức là cũng muốn níu kéo một phần nào đó. Thì bạn nói trước là không. Và sau đó thì tầm 4 tháng thì bạn kết hôn với một người khác trong công ty. Rồi, bắt đầu từ hôm nay chúng ta xem những điều đó chỉ là những ký ức, những cái kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu nha. Dạ vâng ạ. Nào em trai, em hãy vẽ lên một bức tranh của một người yêu lý tưởng như thế nào. Giống như là em thích gái hơi lớn tuổi em chút. Về ngoại hình thì gái tóc ngắn, nhìn đằng sau lúc là hất tóc lên như nè, làm thấy là cực kỳ đẹp luôn. Ấy là mình. Ủa, tóc ngắn sao hất được? Ấy cái tóc mà tém nè. À, tóc tém là, à. Nó không quá ngắn, nó cũng vai nè. Anh tưởng nó hất rồi phải tóc dài. Dạ. Chứ. Em có nghĩ là bạn này có đầy đủ những cái mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn như vậy lắm á. Tại vì em cũng không muốn là mình cứ đi bộ hoài mà mình kiếm không ra người. Cái duyên phận rồi, có khi nằm ngủ nhà nào cũng tới nè em. Không cần đi bộ đâu. Giờ coi bên đằng gái tôi muốn gì nè. Về ngoại hình thì cao trên 1m60. Có luôn. Với 70kg ạ. Là một người khỏe mạnh, thích tập thể dục. Nếu như được thì bạn nó có thể viết một chút xíu tiếng Anh. Tại vì tụi em sẽ có rất nhiều hoạt động với nhau thông qua ngôn ngữ tiếng Anh. Hỏi đi em trai, hỏi đi, thử tiếng Anh nào. Hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your favorite song? What song? Memories. Memories? Yeah. Anything else? Sugar. Ooh, I love that. Thank you. Trời ơi. Okay. Trời ơi. Okay, okay, okay. Very good, very well, very well, well. Chào em. Chào chị. Những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Giống như là bản chất em nó vậy luôn. Bản chất của em vậy là 100% đó em ơi. Nói nghe nè em, cái điều gì mà em thích ở người phụ nữ? Em thích người ta hay nói. Cái lâu lâu người ta hỏi mình, lâu người ta hỏi mình. Quan tâm. À, kiểu vậy đó. Người biết quan tâm. Chứ còn người ta hay nói và người ta nói hay là hai cái cũng khác nhau nữa. Nhiều người hay nói nhưng mà nói dở ẹt. Khác xa nhau. Em coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Chào anh. Úi giời, chào em gái. Dạ. Nice to meet you. Thằng tóc đẹp. Em nói là nó rất là xinh. Em cảm ơn. Một giọng rất là lạ và ấn tượng. Em ghét điều gì nhất ở người đàn ông? Người đó hút thuốc, tức là không có biết cách chăm sóc bản thân, không tập thể thao. Người đó không có chí tiến thủ, tiêu cực. Bên đây tích cực, bên đây phòng doanh nghiệp mà. Nhưng có một cái là hơi hút thuốc một vài điếu thôi, đúng không em? Dạ đúng. Cái này bỏ có thể được không sao cả? Có tập thể thao không? Dạ. Có tập thể thao mà. Em tướng em bự vậy. Có tập đúng không? Có đúng không? Để coi chắc chắn không đâu, đưa cái cơ bắp lên. Chắc. Nói chung là hai bên thấy cũng ổn đó. Vậy đúng mời không? Mời người thân đi. Ừ. Ha, hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với dì của em, với hai bạn cùng phòng của em và 500 anh em làm cùng với em. 500 anh em làm cùng. Chết mất. Dì cũng là mẹ rồi ha. Dạ. Mời ý kiến gì đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, chào nhà trai. Thấy hai bạn có thể là hợp lý đấy.
Thảo rất là thích những cái người mà mạnh mẽ như vậy và thích những cái người mà có cái tinh thần tiến thủ. Cảm ơn em gái. Anh đi với ai? Anh đi với mẹ, với cô, với anh trai. Rồi cả nhà luôn. Chào nhà bên đàn trai. Rồi chào cô. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, con chào cô. Cô rất là thấy thích và mến con ạ. Dạ, con cảm ơn. Thấy hai cháu cũng hợp. Có phải làm dâu không cô? Nói chung thì gia đình ở Bình Dương, nhưng mà tạo điều kiện để con thích ở chỗ nào thì mẹ sẽ lo cho con ở chỗ đó. Hay quá. Mẹ cưng con quá vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Chào bạn. Chào bạn. Mình có món quà nhỏ, một cuốn sách. Là mình hy vọng là bạn có thời gian rảnh thì bạn đọc nó. Ok, cảm ơn, mình rất là thích sách. Cảm ơn bạn. Mình cũng có một món quà tặng cho bạn nữa. Em thì đầu tiên là một bộ đồ thể thao, thì hy vọng anh sẽ giữ cái thói quen để mình tập luyện thể thao hàng ngày. Và thứ hai nữa là một cuốn sách em vừa đọc xong, thì em mong rằng anh sẽ thích cuốn sách này. Rồi, cảm ơn em. Được. Cái đồ thể thao em lấy ra coi coi, nhiều khi cái thần giao cách cảm có cái size có đúng không? Em sẽ thử. Nhiều khi trong mơ hôm qua thử đúng size luôn á, là coi như thần giao cách cảm đó. Đừng có lộn size tôi nha. Không, em nghĩ nếu như không vừa thì mình vẫn có thể đổi lại được. Anh cứ đưa cho em để em đổi lại cho anh. Không sao, nó đâu có mặc đồ đâu. Rồi. Rồi ngồi đi, ngồi nói chuyện nhau đi nào. Chúng ta có những cái phút ban đầu ấn tượng đó. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Khi mà mình hẹn hò với nhau, vậy thì mình sẽ dành cho nhau thời gian như thế nào? Để tiện cho em thôi, chứ anh thì anh cố gắng, anh sẽ làm cái thời gian của anh nó tiện hơn để đến với em. Em nghĩ thì mình có thể sắp xếp được gặp nhau vào cuối tuần. Em muốn là tụi mình vẫn giữ liên hệ với nhau trong tuần. Tự tưởng tượng là trong một tuần các bạn hẹn nhau á, thì gặp nhau mấy lần? Hay là một tháng gặp nhau mấy lần? Em nghĩ một tuần mình có thể gặp nhau 1 đến 2 lần. Anh nghĩ hợp lý. Gặp nhiều ít không quan trọng đâu. Dạ. Quan trọng có để tâm với nhau hay không. Anh đang tính là năm 30 tuổi anh sẽ kết hôn. Nhưng mà nếu mà gặp em á thì anh sẽ tính nó nhanh hơn một chút. Câu này được nhất nè. Còn theo em thì em nghĩ em sẽ dành thời gian để hai đứa tìm hiểu nhau từ 1 năm đến 1 năm rưỡi. Và muốn đi đến hôn nhân thì mình sẽ quyết định đến hôn nhân. Bây giờ chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các bạn nắm tay nhau để tạo nên cảm xúc, để xem con tim mình có rung động hay không, cảm xúc thế nào. Nào bước tới, nắm tay bạn gái và hát tặng bạn ấy. Hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng cả trái tim của mình. Đấy, nhìn nhau, thử xem cảm xúc nắm tay như thế nào. Bắt đầu. Anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Đáp trả lại đi em, đừng để bị thua thiệt nha. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hands and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chắc có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Một cảm xúc đầu tiên nó rất là quan trọng. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm nút bằng cả trái tim. 3 2 3 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Cái duyên nó quan trọng, đã gặp nhau rồi, hãy tạo cái phần cho nhau để chúng ta đi suốt cả chặng đường còn lại. Chúc hai em thật nhiều hạnh phúc.
quý vị, cặp đôi đầu tiên đã mang đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Bây giờ thì để chúng ta kiềm chế bớt cảm xúc của mình lại thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào em, là tên là Nguyễn Quân. Em đang 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe hơi, xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ, xe 7 chỗ, 16 chỗ. À, chạy 7 chỗ, 16. Tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ. À, rồi. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ, hôm nay em đến với chương trình. Dạ, em xin chào anh Huỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài và bạn nam cùng chơi. Dạ, em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em hôm nay 36 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng. Em quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9. Nãy quên Quân nghe nói Quân ở quận mấy? Em ở cái quận 9 là quận Đất. Vậy là quá gần nhau. Coi như hai người ở thành phố Thủ Đức. Chứ có quận gì đây nữa chân á. Dạ đúng rồi. Hai người ở chung thành phố luôn rồi. Dạ dạ. À, vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau. Dạ. Không có quận 9 với quận Thủ Đức gì hết nhau. À, Quân có ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Rồi em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Dạ. Rồi ra làm có thực làm có, bệnh có viện làm, không? Làm 2-3 năm rồi. À, ở bệnh viện Việt Thắng mình. Rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà, không có thời gian làm trong. Cũng có làm trong ngành y. Dạ. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con này ha. Ngon, ngon, ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? À, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. À, bà chị có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? À, mẹ em là 69, ba em 68 ạ. À. Rồi. Vậy là lấy vợ gì có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? À, em thì chị em có căn hộ á. À, nó cho em nửa căn rồi. Còn nửa căn em đang chạy, em làm em góp. Em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được nữa. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ, chị trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm gần hết rồi á, mình. Gần hết rồi á. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Vậy là có gọi là cơ ngơi sẵn rồi, chỉ chờ đón cô dâu thôi đúng không? Chờ lên xe thôi. À, lên xe, xe có luôn rồi. Trời ơi, có rồi, rồi. Có để ngoài kia rồi. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em nói chung em một em có hút thuốc á, 1-4 ngày em hút cỡ 1 gói á là hút thuốc. Với lại em có cái tính em cũng hay quên, em hay quên trước quên sau. À dạ. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Có khi nào mình chở khách đi cái mình quên đón khách về không? Không, không, không đâu chị Ngọc Lan ơi, cái đó không có, cái có được, có đuổi luôn rồi. À đuổi luôn à, cái đó quá nặng rồi. Dạ. Chứ Ngọc Lan đã quên rồi nha. Ngọc Lan chở bà Vú đi đi chợ xong rồi không có đón về, về nhà nằm luôn đó. Quên là phải quên cỡ đó đó mới được á. Có quên đường trên đường thì bà mai có, chứ còn quên chở khách là không có rồi. Không sao, nhưng mà nhớ hẹn bạn gái đừng có quên nha. Không có đâu, đặt lịch nhắc hẹn trong điện thoại đó. Ừ. Khỏe re. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Dạ. Rồi em cũng thấy là giống như là cái còn cái
cái khuyết điểm của em á. Khuyết điểm của em thì hơi giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Dạ, nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nhiều khi nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Bao nhiêu tuổi mà già? Dạ. Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già đụng chạm người. Nó đó mới già nè. Nó. Đừng có nói nha. Tôi chưa già, có người già hơn nữa. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm thôi. Dạ. Nha. Đây mới có chút xíu à. Thỉ mũi chưa sạch mà nó già. Trẻ măng à. Dạ em có mấy hình. Ừ. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức, dạ em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à, rồi em tự rút lui. Dạ. Nói chung chưa đủ duyên đó. Dạ, em chính thức 2-3 mối, chắc ngoài thức chắc nhiều mối nữa ha. Dạ. Cũng có nhiều người thích em, nhưng mà cái tính em thì không có lăng nhăng. Tại vì em quen ai thì là em quen thiệt tình. Chứ còn em cũng không có thích là bắt cá với lại quen người này rồi lại quen người kia để lựa chọn. Là em quen một bạn trai thì em chỉ biết quen một bạn trai thôi. Nhưng mà cái bạn trai em quen á, thì lúc đầu cũng chân thành lắm. Nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo chịu đó đúng không? Dạ. Tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có, em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Nhờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ thèm luôn rồi. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen nó lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, sao quen mà... mấy năm? Dạ, quen nó được 2 năm, tính ra trường cưới nó nè, nhưng mà... Qua quen bạn ấy 2 năm. Nó, em người Hoa, em nói mày tao cao cỡ vậy nhưng mà nó thân mật lắm. Ủa vậy hả? Em người Tàu. À. Dễ thương quá. Anh. Vậy kêu chị là nó luôn hả? À. Không có đâu. Nãy mới nói. Cái nào ra đó nha. Nãy mới nói chị nó... Nãy mới nói chị mà... em, nói cho em. Nói cho em. Không, đúng là người Hoa. Người Hoa vậy, chị em nói chuyện vậy đó. Xưng hô vậy đó. Mà có duyên lắm nha. À. Tôi khóa nhà trai tôi luôn rồi đó. Quen 2 năm rồi sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật. Nhà gái đậu Chúa hả? Đậu Chúa, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Cứ nói phải theo đạo mới được. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Học đi. Em học ngành y vô bộ đội mà. À. Rồi giờ em mới học thêm. Đúng không? Nhưng mà lúc lái xe có gặp cô nào trên xe để ý này kia hay không? Không có đâu, mình lấy xe mình nhân viên anh. Rồi mình gặp mấy người càng ship dữ không à. Cái à. Em có cái kiểu như là mình thấy mình giống như mình nhớ không tới á. Cái rồi thôi mình im luôn rồi đến giờ luôn á. Rồi. Được rồi đó. Trong công ty không có nhân viên nào hết hả? Gái nhiều lắm, cây em chở gái nhiều lắm mà. Nhưng mà kiểu như là giống như em nói vậy đó. Người ta làm chức vụ dữ không à anh Linh, hiểu không? Bây giờ mình muốn người chứ mình yêu. Thấy mình bèo hả? Bèo nhiều quá mình không dám dớ. Bèo đâu, bèo ai nói bèo? Ta có căn hộ sắp ra hết rồi bèo gì? Ta có nửa à, căn hộ rồi. Em không có hết khu trương thêm tốn vậy thôi. Vậy chứ thiệt ra là bao nhiêu căn hộ? Dạ. Chị em nhiều lắm. À vậy hả? Dạ, còn em không có. Xin em chỉ có kinh. Xin thêm căn nữa được xin không? Thêm căn nữa được không? Dạ. Xin thêm căn nữa. Thôi em ở với mẹ em cũng được rồi đó, mẹ em cũng ngon lắm à. Mẹ mấy căn? Một căn mà nhiều mà bự hả? Rộng lắm hả? Dạ. À trời quá đất rồi. Quá trời quá đất rồi, được rồi đó. Dễ thương quá. Đó, nè, nhà gái rất là dễ thương nha. Dạ. Tôi nói nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ, dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha, đúng không? Bây giờ nè. Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình chia hai mấy năm
cũ quá cũ quên luôn, luôn không có chuyện người yêu cũ người yêu mới nè, mà rất là dễ thương. Nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh chỉ có hút thuốc thôi. Dạ. Nhưng mà có động lực là anh sẽ bỏ luôn đó. Bây giờ là mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không anh có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Chân thành tới mức mà nói mẹ có một căn bự hơi bự rồi đó, chị nhiều căn á. Gì nữa? Nói gì nữa? Dạ, giống như là trong nếu mà phải có một mối quan hệ nghiêm túc, giống như là phải trung thực, giống như là không có bắt cá anh. Tại bắt gì em... ta hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt? Giờ bốn mấy tuổi rồi cũng mới cơ hội bắt đâu. Đó, yên tâm. Còn gì nữa không? Có cái gì mà em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. À, tức là chỉ có cái lăng nhăng là nữa, với lại vô tâm nữa thì em không có thích. Dạ. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành y em tâm em có, không năm nay em tâm đức em có. Ngành y là tâm đức có lắm hả? Có mới học được á. Mới học được ngành đó đó chứ đâu phải muốn học mà học chị. Để tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho bạn gái mình là khác. Rồi, em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thiệt không? Thiệt không? Có không? Trước rồi em chăm sóc gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi. Tối ngày sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Ngày nào chăm sóc hay kỹ vậy á. Cũng lao vậy. Ngày nào cũng đem đi lao vậy hả? Tháng 10 này cực lắm nè, tháng 10 này cực lắm nè. Trai thú vị lắm. Thú vị thiệt. Tôi khóa nhà trai lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Còn bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Bà không bấm tôi bấm được không? Ờ, mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu, nhiều người thích chi sao? Khùng quá à, ai đâu quýnh? Thôi, đừng xúi. Bà mối thì... Dành mối. Dạy không? Dành mối. Đi làm mối mà dành mối nữa. Chứ không có cười quá à. Ông này dễ ở chung cười chết luôn á trời. Dễ thương á, có duyên lắm á nha. Thôi, bây giờ mình vô vấn đề luôn đi. À, mình đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột, dì Út hả? Dạ, dì Út. Rồi, chào dì. Dạ, chào dì. Con chào dì. Dì cầm cái micro đằng sau lưng giùm á. Dì bỏ phía trong cái mặt nạ hay gì? Dì bỏ phía trong luôn á. Dạ. Dạ. Dì Út thấy nhà trai sao dì Út? Ở đây á, nó gọi là duyên nợ nằm ở trong chương trình này nhiều lắm. Gặp nhau nhiều khi mới gặp nhau tuần sau đã kết hôn rồi, họ vẫn gọi là sống đến ngày hôm nay luôn. Duyên nợ ở đây rất là nhiều, lên đây là tin tưởng rất là nhiều luôn á. Thành ra dì Út tin tưởng đi, cặp này mà lấy nhau á là ăn đợi kiếp luôn á. Linh thấy cái sự chân thành của cậu con trai bên kia cực kỳ chân thành luôn, có sao nói vậy mà hai mấy năm không có lăng nhăng gì hết, không có hiểu đứa ta lăng nhăng, người ta đã có nhiều quen bạn nhiều gái rồi. Dạ. Lo làm ăn thấy không? Dạ. Làm ăn còn gọi là không còn... để ta nói người ta bận đi nghỉ vụ. Bận nghỉ vụ nữa. Mà đi bộ đội nè, xong rồi đi học y sĩ nè, học điều dưỡng nè, mà học điều dưỡng á là những con người rất là tận tâm, rất là chu đáo chăm sóc người khác. Thành ra dì Út đừng có lo, tôi thấy là gì? Mình tìm hiểu nó được á là mình tới luôn. Dạ. Ở bên đây cũng không còn thời gian chờ đợi nữa, bốn mấy rồi. Dạ em cũng nghĩ vậy, em nghĩ là nếu như mà có cơ hội gì hay gì tìm hiểu thì có cái chuyện duyên nợ thì em nghĩ là tốt đẹp hay lắm. Dạ. 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 Dạ
Cảm ơn Diệu. Rồi, đi với ai? Em đi với mẹ với chị em á. Trời ơi, quá trời giàu có vậy. Nhà bự lắm hả cô? để trong á đi đó. Đúng rồi. Dạ, con xin kính chào Nguyễn Thi, Nguyễn Linh và Ngọc Lan. Dạ. Những người có hâm mộ nhất. Dạ. Lúc nào có chương trình cùng lên mà thương lên hết. Cảm ơn nha. Bữa nào lên tới nhà nhớ đó. Dạ. Hai đứa có gì rủ đến nhà để chơi. Dạ. Chơi mắt nha. Có làm em chạp bởi Nguyễn Linh rồi đó. Ui vậy đó hả? Trời vậy mày, những mấy nhỏ này nó giấu nó không đưa trơn. Mà giờ tôi là mẹ của ông Phương. Dạ. Thì giờ nay 42 tuổi rồi. Mà thấy cô quen ai đó, thì cô tự chết ngay cưới nó. Rồi trong cái đầu là cô đăng ký đó. Cô tự đăng ký đó. Ui vậy đó hả? Cô đăng ký, tự đăng ký đó. Cô mê chương trình này đó, coi suốt đêm luôn. Ngủ rồi cô coi hoài luôn. Đó, bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô đầy đủ rồi. Dạ. Giờ kiếm một cô con dâu thôi. Nếu mà hôm nay đó mà bạn gái hôm nay thì cô thấy cũng được. Nếu mà xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho cơ hội. Cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Bà chị, có bà chị lo nữa nè ha. Dạ. Ngoài mẹ rồi có chị lo nữa. Cô chị này lớn hơn Vương có đội cho người ta làm giám đốc đó. À vậy à? Cô, nhà cô còn con trai không cô? Cô, nhà cô còn con trai không? Trời ơi. Không lẽ giờ tôi nói đừng bấm nút. Cười quá. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhẹ đi bấm luôn. Đó. Đó. Đấy là... Trời ơi, ngon lành không? Thấy chưa? Ở đường nào luôn? Rồi, vậy là ngon rồi. Về làm kế toán luôn. Tôi thu tiền vé xe này kia được rồi. Không bấm là cô nhảy lên cô bấm luôn đó nha. Dạ, rồi cảm ơn cô. Bây giờ mình... mở rào ha. Đúng rồi, nhưng mà... Nè, dạ. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? À. Đơn giản lắm. Là cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Rồi nói chung là kỹ sạch sẽ đó. Đó, với lại là như vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Em đâu yêu cầu gì đâu. Còn nấu cơm nấu nước rồi này kia. Em bộ đội em nấu được rồi. Em bộ đội em nấu rồi. Giặt quần giặt áo cho con cái nữa. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Được. Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không với ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Thích cao thấp mập ốm gì không? Dạ. Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Rồi gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ xinh lắm. Dạ rồi. Vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Quay qua hả anh? Quay qua. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Thật bông quá. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Gì vậy? Sao quần gì vậy? Ai biết. Thôi, tay. Anh, dạ. Bạn em bọc. Ừ, mà em đừng cầm dơ lắm. Để anh cầm cho. Bên đây à, bên đây à. Cảm ơn anh. Thấy đầu tiên gặp thì thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ, em tặng. Con có anh, món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Mở có gì Quân? Dạ. Em... Dạ, ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề. Tại vì cũng chương trình cũng gấp rút á, em cũng chưa có chuẩn bị gì. Nên em thấy cuốn sách này nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Rồi, rồi anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, để đây luôn. Dạ, dạ, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Gì dạ. Dạ giờ nói chung là đến hết chương trình em cũng hơi bị hồi hộp á, nên là dạ thì em cũng muốn hỏi anh là ủa anh cũng nói anh ở Thủ Đức, vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu
Suối Tiên. À, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. Vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái à, đúng rồi, đúng rồi đó. Mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Trời ơi. Em làm trong khu công nghệ cao á. Dạ. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Anh mới đi ngang bằng đường đó kế phiên trường nè. Dạ. Anh đi cầu Phú Mỹ đúng không? Đi đúng ngang rồi. Cầu Phú Mỹ. Dạ, em cũng hồi sáng em cũng đi đường đó, em đi xe máy với lại nhỏ em. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Có chuyện nó là kịch đãi gì em nói hết, anh nghe bên đây nghe hết trơn rồi, hỏi gì nữa trời. Biết hỏi gì đâu. Thấy em sao? Dạ. Em thấy anh sao? Dạ. Chơi vậy. Gì cơ? Dạ. Nói chung là em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi sau mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ. Rồi thì dạ, em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? À? Tại vì anh giống như là có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cứ mẫu người anh đăng, dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. À, em cũng cái mặt cũng giống luôn kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Anh đâu có thần tượng gì đâu. Dạ. Nhưng mà ý là thấy người ta có thấy xinh được, đẹp, thấy được, xinh đẹp là... kia mình thích không? Thích rồi. Dạ. Rồi vậy gần nhà anh đưa đón em dễ lắm á. Dạ. Thường thường á thì anh đi làm á thì khoảng mấy giờ anh về rồi? Anh làm thứ hai công ty anh làm nhiều con 22 ngày tháng á, thứ bảy nhật anh nghỉ. Dạ. Còn mấy ngày kia giờ giấc khoảng cách 9 giờ mới về nhà. À 9 giờ tối ha. À dạ. Vậy cuối tuần được. Thứ bảy nhật được nghỉ. Dạ. Công ty anh không có chạy. Còn nếu mà ở ngoài có ai kêu anh chạy dịch vụ mà anh thấy ngon thì anh chạy, cũng ngon ở nhà. Chạy xô đúng không? Chạy xô kiếm kiếm được mấy triệu cũng được ha. Không ít lắm, Sài Gòn Vũng Tàu chắc giờ xăng lên chắc có 2.2 triệu được. Sáng đi chiều về 2.2 triệu được. Trời bao xăng luôn hả? Bao xăng luôn hả? Xăng của mình chạy mà mình bao người ta mà chị. Trời sáng ngày kiếm 2.2 triệu trừ xăng 200 còn lời 2 triệu. Ngon quá. Đâu có dễ ăn đâu anh. Thôi bây giờ rồi. Mình tính tới đi. Bây giờ nếu như mình lấy nhau á, rồi trễ rồi đó. Dạ dạ. 42 để không kịp á. Lấy mà cho mẹ em vui đúng không? Ủa, lấy... Ôi, mình lấy cho mình nha. Thì lấy cho em nhưng mà mẹ em cũng vui lấy nữa. Em hạnh phúc thì mẹ em hạnh phúc gấp 10 luôn. Dạ dạ. Đó. Bây giờ bàn với coi thử coi bây giờ nè. Nếu mà lấy nhau mình xin trai hay gái, ai em thích trai hay gái hỏi luôn. Dạ, em thích bồi hay gơ? Dạ. Em nghĩ là con gái thì trời sinh cho con nào thì mình nuôi đó, đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Anh cũng vậy, đứa nào cũng con mà. Dạ. Giờ có làm dâu không? Vậy hay em, ở riêng. Em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Vậy thích ở chung mẹ hay là thích ở dạ, riêng? Dạ em nghĩ là giống như là đa số thì ở riêng cho nó thoải mái hả? Giống như là mình cũng chạy qua chạy lại mà, giống như là có em làm dâu, nói chung làm dâu được. Mình giống như là mình em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng, nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt rồi mẹ chồng đối cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Rồi. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Dạ. Rồi vậy được. Mẹ chồng, mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ chồng ấy. Đó bà nội lo. Luôn. Sướng. Bây giờ làm dâu sướng. Còn gấp bao nhiêu là ngày xưa luôn á. Ở ngoài mới khổ Linh ha. Đúng rồi, ở ngoài khổ thêm nữa. Mình phải làm về còn chăm sóc con cái rồi đưa đi học. Ở nhà có bà nội ha là lo hết. Thấy bà nội là lo con dâu lắm rồi đó. Mong lắm rồi đó. Thì làm dâu cũng được đúng không? Dạ. Làm dâu ở riêng gì cũng được hết anh, nhưng mà chạy qua chạy lại đều được hết. Có một cây số à. Dạ. Từ nhà anh đến căn hộ có một cây số à. Ngay còn hôm nay đó. Nó gần sạch à. Gần sạch đúng không? Dạ. Vậy khỏe rồi. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Cái nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Vô lấy đi sao còn... Ủa rồi, sao nhiều quà vậy? Hả? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Gì? Lý do tại sao nhiều quà? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền.
hiền với đó. Dạ, xinh đẹp anh rồi. Còn anh nghề tài xế, anh chạy một chiếc xe nè, em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ. Từ đó chưa đứng đó hát bài cho tặng con gái luôn. Hát bài anh xin thì anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em say suốt đời. Anh bờ quanh đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu.